Xin chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục đến với bài Skill Review số 2 trong bộ tài liệu ôn luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint phiên bản 2019. Ở tác vụ đầu tiên, đề yêu cầu chúng ta vào slide 20. Trong trình giữ chỗ nội dung, chèn đồ họa mass art với bố cục là vertical booklet có chứa văn bản như trên màn hình các bạn nhìn thấy, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vậy lúc này chúng ta sẽ điều hướng đến slide 20. Đây là trình giữ chỗ nội dung Content Layholder. Để yêu cầu các bạn thao tác với đồ họa mass art thì lúc này chúng ta click tiếp vào Insert a mass art graphic. Và ở đây yêu cầu chúng ta thao tác với bố cục vertical booklet thì tại đây các bạn chọn click và đi tìm đúng cái bố cục vertical booklet. Các bạn rà chuột trên từng cái thumbnail để di chuyển đúng đến cái đồ họa có cái bố cục là vertical booklet như đề yêu cầu. Sau đó chúng ta click OK. Lúc này đây chúng ta nhập các cái nội dung như đề yêu cầu. Vậy lúc này chúng ta có thể nhập vào hoặc là các bạn copy vào. Và chúng ta nhớ là các bạn phải nhập theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới, tức là cái bài với mã số 77725 sẽ nằm ở trên cùng. À, ở đây thầy nhầm nha, chúng ta sửa lại ha, 77725216 thì ở đây là 219 hết nha các bạn. À, đang nói à sorry các bạn, đây là bài 216, 7725 là mã của bài 216 thì chúng ta sửa lại. Thầy sẽ update lại cái câu hỏi chỗ này sẽ là 2016. Ở tác vụ thứ hai trên slide 5, thay đổi kiểu hiển thị của mô hình 3D thành elbow brown right, thay đổi kích thước của mô hình để có chiều cao là 2.2 inch. Vậy lúc này chúng ta di chuyển đến slide 5. Và các bạn thấy trên slide 5 này có 3 hình ảnh và một cái đồ họa 3D, đó là cái hình laptop. Để yêu cầu chúng ta thay đổi về kiểu hiển thị thì lúc này các bạn vào 3D Model Tool, vào 3D Model và tại 3D Model View các bạn chọn dạng hiển thị lúc này sẽ là Elbow Run Right. Sau đó chúng ta thay đổi lại kích thước chiều cao là 2.2. Với tác vụ thứ ba, theo sau slide có tiêu đề Activity Not Included in the Right. Tạo các slide mới bằng việc chúng ta nhập nội dung từ tập tin Destination mà tập tin này được lưu trữ trong thư mục Document. Vậy lúc này đây các bạn cần phải xác định được cái slide có tiêu đề Activity Not Included in the Right. Đây là cái slide có tiêu đề mà đề yêu cầu chúng ta. Ở đây đề yêu cầu theo sau có nghĩa là các bạn các cái slide mới khi chúng ta import từ cái tập tin Destination nó sẽ vào phía sau slide này. Vậy các bạn vào Home New Slide và lúc này các bạn chọn tiếp Slide From Outline. Sau đó chúng ta di chuyển vào Document và chọn đúng tập tên Destination. Sau đó các bạn click Insert. Thì lúc này chúng ta nhìn phía dưới ứng dụng PowerPoint các bạn sẽ thấy PowerPoint e-converting destination.docx, tức là nó đang thực hiện cái việc chuyển đổi nội dung từ tập tin Word này sang các cái slide trong bài trình chiếu của chúng ta. Và ở đây các bạn thấy có hai slide mới và hai slide này nằm phía sau cái slide có tiêu đề Activity Not Included in the Right. Ở tác vụ thứ tư, đề yêu cầu chúng ta vào cuối của bài trình chiếu chèn các slide mới từ cái tập tin Canvas được chứa trong thư mục Document. Sau khi chèn các slide
thì slide 27 phải có tiêu đề là Instructor và slide 28 phải có tiêu đề là Technical Assistant. Vậy lúc này chúng ta di chuyển về cuối bài trình chiếu và lúc này bài trình chiếu của chúng ta sẽ có 26 slide và slide cuối cùng chính là slide 26. Chúng ta đứng ở vị trí này, sau đó vào Home, vào New Slide và lúc này chúng ta chọn Resume Slide. Sau đó bấm Browse, vào Document và chọn tiếp tập tin Canvas mà đề yêu cầu. Sau đó các bạn chọn Open. Lúc này đây các bạn thấy trong tập tin Canvas sẽ có hai slide là Technical Assistant và Instructor. Ở đây đề yêu cầu slide 27 phải là Instructor, có nghĩa rằng bạn chọn slide Instructor trước để nó là slide 27. Và sau đó bạn mới chọn tiếp cái slide Technical Assistant. Ở tác vụ thứ 5, đề yêu cầu chúng ta vào slide 5 áp dụng hoạt cảnh là Zoom and Turn cho cái đối tượng đồ họa 3D, cái mô hình 3D, 3D model. Thì lúc này chúng ta sẽ di chuyển về slide thứ 5. Và cái đồ họa 3D, tức là cái mô hình 3D của chúng ta chính là cái laptop. Sau khi chọn cái đối tượng đồ họa 3D này, các bạn vào tiếp Animation. Và lúc này chúng ta chọn Zoom and Turn. Ở tác vụ thứ 6, trên slide 25, áp dụng hoạt cảnh xuất hiện kiểu swivel cho cái hình laptop. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 25. Sau đó click chọn vào hình ảnh laptop, quay trở lại animation và lúc này chúng ta chọn đúng hiệu ứng mà đề yêu cầu. Ở đây là swivel. Tác vụ thứ 7, trên slide 7, thay đổi loại biểu đồ thành cluster bar. Vậy lúc này chúng ta sẽ điều hướng đến slide 7. Sau đó click vào biểu đồ, vào tiếp chart tool, chart design, sử dụng lệnh change chart type trong nhóm type và chọn 3, sau đó sẽ là cluster bar. Ok. Ở tác vụ thứ 8, trên slide 13, chuyển đổi bulleted list thành đồ họa mask art với kiểu dáng là symbol block list. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 13. Và đây là bulleted list, chúng ta click vào. Sau đó vào thẻ Home trong nhóm Paragraph, các bạn sẽ nhìn thấy lệnh Convert to Mask Art. Đây là cái lệnh cho phép chúng ta chuyển đổi cái danh sách thành Smart Art. Và ở câu này, đề yêu cầu chúng ta chuyển thành Mask Art với bố cục là Symbol Block List. Vậy bạn chọn tiếp More Mask Art Graphic. Và ở đây, cái nhóm là List. Và chúng ta thấy cái đối tượng đầu tiên trong cái danh sách của phần list này là Basic Block List. Thì từ Basic hay từ Symbol thì nó đã đồng nghĩa nhau. Nên lúc này các bạn chọn Basic Block List, tức là cái danh sách mà ở dạng các cái khối đơn giản. Chúng ta click OK. Ở tác vụ thứ 9, trên slide có tiêu đề Travel Destination. Thêm phần mô tả là Icon of the Sea như là văn bản thay thế vào hình ảnh. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến cái slide có tên là Travel Destination. Và ở đây là cái hình ảnh đề yêu cầu chúng ta chèn on text. Sau khi click hình ảnh, các bạn vào tiếp Picture Tool, Picture Format và click vào lệnh on text trong nhóm Accessibility.
Lúc này văn bản chúng ta nhập vào sẽ là icon of the sea. Sau đó chúng ta đóng cửa sổ on test. Ở tác vụ thứ 10, trên slide 28, sử dụng công cụ trên thẻ Draw để tô sáng văn bản 3 dấu chấm hỏi với cái kiểu là Yellow Shift Middle Meter. Lúc này chúng ta điều hướng đến slide 28. Sau đó các bạn vào thẻ Draw và chọn Highlighter Yellow Shift Middle Meter. Rồi chúng ta tô. Sau khi thực hiện xong các bạn click lại một lần nữa để hủy lệnh hoặc là các bạn nhấn phím Escape. Ở tác vụ 11 trên slide 7 hiệu chỉnh biểu đồ để hiển thị bản dữ liệu với các cái khóa chú thích. Vậy lúc này đây chúng ta điều hướng về slide 7. Đây là cái biểu đồ. Và lúc này chúng ta sẽ thiết lập các cái phần tử trên biểu đồ để hiển thị bản dữ liệu. Thì các bạn vào chart tool, chart design, add chart element. Và ở đây chúng ta sẽ thao tác với phần tử data table. Và sẽ chọn tiếp with legend key. Ở tác vụ 12, trên slide 10, trong trình giữ chỗ nội dung, chèn đồ quả mask art với kiểu là vertical bullet và gắn nhãn cho cái hình đầu tiên là associate, cái hình thứ hai là expert và chúng ta xóa các cái shape mà không sử dụng. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 10. Sau đó các bạn click vào Insert a Mask Art Graphic. Chọn Click và chúng ta đi tìm Vertical Bullet. Các bạn ra chuột qua từng cái thumbnail thì với mỗi cái như này nó sẽ có một cái tên. Chúng ta đi tìm đúng cái có tên là Vertical Bullet. Sau đó click OK. Cái đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào đây là Associate. Cái thứ hai sẽ là Expert. Và đề yêu cầu chúng ta xóa những cái mà không sử dụng. Thì lúc này các bạn nhấn Delete. Ở tác vụ 13, trên slide có tiêu đề Microsoft Excel Office 2016. Chuyển đổi Bulleted Slip thành đồ họa Mask Art với kiểu dáng là segmented cycle. Vậy lúc này chúng ta di chuyển đến slide có tiêu đề như đề yêu cầu. Microsoft Excel 2016. Đây. Chúng ta click vào bulleted slip và sử dụng lệnh convert to mask art trong nhóm paragraph của thẻ Home. Tiếp theo chọn More Mask Art Graphic. Và ở đây là Segmented Cycle. Nên chúng ta chọn tiếp Cycle. Và đi tìm đúng cái bố cục Segmented Cycle. Sau đó chúng ta click OK. Ở tác vụ 14, đối với tất cả các slide, thiết lập Transition Variation thành West. Vậy, ở tác vụ này, đề không yêu cầu chúng ta vào slide nào. Thì câu trước đó, các bạn đang thao tác trên slide Microsoft Excel Office 2016. Thì câu này, bạn đứng đúng slide này, bạn làm tiếp. Và ở đây, đề yêu cầu chúng ta thiết lập về Transition. Nên các bạn di chuyển về thẻ Transition. Và sau đó các bạn vào Effect Option. Để chúng ta thay đổi về Variation. Thì các bạn thấy
Khi chúng ta rê chuột vào nút lệnh Effect Option thì cái tool tip nó giải thích cái lệnh này cho chúng ta thấy. Gentle a variation of the selected transition là đây. Và lúc này chúng ta chọn lại theo đề yêu cầu. Ở tác vụ 15, trên slide có tiêu đề More Information. Thiết lập hoạt cảnh đường chuyển động kiểu down cho cái dấu stick. Vậy lúc này chúng ta di chuyển đến slide có cái tiêu đề là More Information. Đây. Và đây là dấu stick. Đề yêu cầu chúng ta áp dụng animation dạng part thì chúng ta vào tiếp animation. Sau đó click vào more. Và các bạn chọn tiếp more motion part. Và chúng ta chọn tiếp down. Sau đó click ok. Ở tác vụ 16, đề yêu cầu chúng ta tạo một cái section gắn tên là Start chỉ cho slide 27 và 28. Vậy để thực hiện kỹ năng này, chúng ta nhấp phẩy chuột trên slide 27. Sau đó chọn Add Section. Và lúc này chúng ta sẽ gắn lại là Start. Rename. Ở tác vụ 17, trên slide 1, tạo một session zoom để link đến các cái session như là session 2 MOS 2019, session 3 travel, session 4 MOS WC. Đặt hình thu nhỏ của các cái session vào hình chữ nhật màu xanh nhạt, ở đây chính là light blue á, để chúng không chồng lên nhau. Thứ tự và vị trí của các cái hình thu nhỏ thì không có quan trọng. Vậy lúc này chúng ta đều hướng đến line 1. Sau đó vào Insert. Trong nhóm link, chọn Zoom. Chọn tiếp Session Zoom. Và ở đây, đề yêu cầu chúng ta link đến Session 2, Session 3, Session 4. Insert. Và đặt các cái hình thu nhỏ này trong cái hình chữ nhật màu xanh nhạt light blue này đây. Để chúng không chồng lên nhau thì các bạn kéo nó ra. Để chúng không bị chồng lên nhau là hợp lệ. Ở tác vụ 18, trên cái slide có tiêu đề Write Comparison. Trong trình giữ chỗ nội dung, tạo biểu đồ kiểu 3D Cluster Column để hiển thị chỉ bảng nội dung. Bạn có thể sao chép và dán dữ liệu từ cái bảng hoặc là nhập thủ công vào trong cái trang tính chứa dữ liệu của biểu đồ. Vậy lúc này chúng ta đều hướng đến cái slide mà đề yêu cầu. Ở đây là cái slide có tiêu đề Write Comparison. Đây. Và lúc này chúng ta sẽ click vào Insert chart. Và loại biểu đồ sẽ là Column. Và đề yêu cầu chúng ta là 3D Cluster Column. Ok. Rồi, chúng ta giới hạn lại phạm vi để biểu diễn. Sau đó, quét chọn cái bảng dữ liệu. Tức là từ destination, tức là hết bảng này đây luôn. Chúng ta chọn copy. Sau đó click vào ô A1, gõ Ctrl V. Đóng chặt in my PowerPoint. Ở tác vụ 19, áp dụng transition dạng web với tùy chọn hiệu ứng là Prompt Left cho tất cả các slide. Thì như lúc nãy thầy đã trình bày với các bạn, nếu đề yêu cầu chúng ta mà không nói rõ ở slide nào
Thì câu trước đó bạn đang đứng ở slide nào? Thì câu tiếp theo chúng ta sẽ từ slide đó mà chúng ta thực hiện. Thì ở câu trước chúng ta thao tác trên slide 17, cái slide mà có tiêu đề Right Comparison. Thì câu này đây, chúng ta đứng tại line này, chúng ta làm tiếp. Và lúc này chúng ta sẽ vào Transition, chọn With Effect Option sẽ là Room Left. Và áp dụng cho tất cả các slide trong bài trình chiếu, nên chúng ta chọn Apply to All. Ở tác vụ 20, trên slide 2, chèn slide footer để hiển thị slide number và cái địa chỉ trang web www.hocict.edu.vn. Áp dụng footer cho tất cả các slide ngoại trừ slide tiêu đề. Vậy để thực hiện, chúng ta sẽ di chuyển về slide 2. Sau đó vào Insert. Trong nhóm Test, chọn Header and Footer. Tích chọn vào Line Number. Tích chọn vào Footer. Và chúng ta nhập văn bản www.hocict.edu.vn. Tích chọn vào Don't Show on Title Slide. Và chọn Apply to All. Ở tác vụ 21, đề yêu cầu chúng ta cấu hình slideshow để cái slide thì được cuộn sang trang tiếp theo bởi người trình bày. Thì ở đây các bạn thấy cái cụm từ là manually, tức là chúng ta phải thực hiện thủ công. Thì để thực hiện điều này, các bạn vào slideshow. Trong nhóm setup, chọn setup slideshow. Các bạn sẽ thấy một cái group đó là Advanced Slide. Thì ở đây nó sẽ có hai sự lựa chọn manually và use timing if present. Tức là nếu bạn chọn manually thì khi trình bày chúng ta phải thực hiện thủ công, có nghĩa là các bạn nhấp chuột hoặc là các bạn tác động vào phím space thì nó mới di chuyển sang slide tiếp theo. Còn với cái tùy chọn use timing if present có nghĩa rằng bạn có thể cài đặt cho nó là tự chuyển sau 3 giây. Thì nếu vừa tồn tại cái sự lựa chọn này, vừa tồn tại cái thao tác on list thì nó sẽ thực hiện cái tự động chuyển slide sau bao nhiêu giây. Đối với câu này các bạn phải chọn là manually. Ok. Ở tác vụ 21, chèn siêu liên kết đến trang web như trên màn hình các bạn nhìn thấy vào văn bản Entity Team. Vậy chúng ta điều hướng đến slide 21. Và ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có văn bản là Entity Team Report. Lúc này chúng ta sẽ quét chọn Entity Team. Ở đây thầy thiếu thầy sẽ thêm vào chữ U. Sau đó vào Insert. Trong nhóm Clean, chọn Clean. Và lúc này chúng ta sẽ nhập vào www.ntt.edu.vn. Ok. Ở tác vụ 23, trên slide có tiêu đề Activity not included in the right. Chèn một dòng vào cuối của bảng. Trong cái dòng đó thì chúng ta sẽ nhập là Boss Event trong cái cột Event và 175 đô trong cái cột Right. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến cái slide 18, cái slide mà có tiêu đề là Activity not included in the Right. Chúng ta thêm một dòng nữa và tại đây chúng ta sẽ nhập Sport Event và 175 đô. Ở tác vụ 24, đối với tất cả các slide, thiết lập thời lượng chuyển slide là 3 giây. Vậy, lúc này, câu trước chúng ta đang ở slide 18, thì câu này chúng ta đứng ở slide 18, chúng ta thao tác tiếp. Vào Transition và Duration lúc này chúng ta sẽ thiết lập lại là 3.
Sau đó chọn Apply to All. Ở tác vụ 25 trên slide 5, nhóm ba cái ảnh lại. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 5. Chọn ba hình ảnh. Sau đó nhấp phải chuột. Group. Group. Tác vụ 26 trên slide 21, chèn slide zoom để link đến cái slide có tiêu đề là Instructor. Và đặt cái hình thu nhỏ của slide zoom vào góc dưới bên phải của slide. Chúng ta điều hướng đến slide 21. Insert. Zoom. Slide zoom. Và chúng ta chọn cái slide Instructor. Insert. Đề yêu cầu đặt ở góc dưới bên phải thì vị trí này. Tác vụ 27 trong thuộc tính của tập tin thêm văn bản học ICT Skill Review 2 như là category. Vậy lúc này các bạn vào file info. Tại category các bạn sẽ nhập văn bản như đề yêu cầu. Ở tác vụ 28, cấu hình tùy chọn in ấn để in 3 bản của Notepad cho tất cả các slide. Tất cả bản sao của trang 1 phải được in trước bản sao của trang 2. Vậy lúc này chúng ta vào File, Ring. Ở đây đề yêu cầu chúng ta in 3 bản thì copy chúng ta sẽ nhập số 3. Và hiện tại đang in với chế độ là full page slide thì các bạn đổi lại not page. Tất cả bản sao của trang 1 phải được in trước bản sao của trang 2 thì lúc này chúng ta thay đổi lại là on collected. Tác vụ 29 trên slide 12 thay đổi kiểu hiển thị của mô hình 3D thành LED. Vậy lúc này chúng ta di chuyển về slide 12. Đây là mô hình 3D. Đề yêu cầu chúng ta thay đổi lại kiểu hiển thị thì bạn vào 3D Model Tool, 3D Model. Trong nhóm 3D Model View, chúng ta sẽ đổi lại thành LED. Ở tác vụ 30 trên slide 21, đảo lại vị trí chồng lên nhau của các cái màn hình để smartphone thì ở trên cùng, cái tablet thì ở giữa và cái monitor thì ở bên dưới. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 21 thì các bạn thấy ở đây nó có 3 loại màn hình. Và cái monitor, rồi cái tablet, rồi cái smartphone. Đề yêu cầu chúng ta chỉnh smartphone E in the wrong, tức là smartphone này nằm ở trên cùng. Thì bạn vào picture tool, picture format, vào tiếp lệnh bring forward, và lúc này bạn chọn bring to wrong, lên trên cùng. Tablet ở giữa, và bây giờ chúng ta chọn tiếp monitor. B2. Sau đó chúng ta chọn send to back. Ta xuống cùng. Thì lúc này các bạn thấy nó đã đúng thứ tự ha. Smartphone ở trên cùng, ở giữa là tablet và ở bên dưới là monitor. Chúng ta tiếp tục với tác vụ 31. Trên slide 9, các hình ảnh của cái nhóm thảo luận để cái phía phải thì được căn chỉnh với phía phải của slide, không thay đổi về cái việc là co giãn hình ảnh. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide 9.
Đây là cái hình ảnh D yêu cầu chúng ta thực hiện định dạng. D yêu cầu chúng ta crop hình thì các bạn vào picture tool, picture format, chọn lệnh crop. Và lúc này chúng ta crop làm sao để cái biên phải của cái ảnh và biên phải của cái slide nó trùng nhau. Tức là ở line ở đây nó có được căn chỉnh đó, nó trùng nhau. Rồi ở đây. Như thế này là trùng nhau các bạn. Các bạn thấy bên dưới nè. À, bên dưới đây chính là cái slide chúng ta click như thế này và click qua bên ngoài. Ở tác vụ 32 trên slide có tiêu đề More Information. Chuyển đổi văn bản www.hocict.edu.vn thành siêu liên kết và thay đổi phần văn bản hiển thị để là Contact Us. Vậy lúc này chúng ta đều hướng đến slide More Information. Chọn văn bản cần chuyển đổi thành siêu liên kết. Sau đó vào Insert. Trong nhóm Link, chọn Link. Và chúng ta sẽ nhập vào World Wide Web ict.edu.vn. Phần Test to Display, các bạn nhập lại là Contact Us. Ok. Ở tác vụ 33 trong slide master mà ở đây là slide master retrobase nhân bản cái bố cục blank đặt tên bố cục của slide mới là picture with text chèn trình giữ chỗ hình ảnh bên trái trình giữ chỗ văn bản bên phải kích thước và vị trí của các trình giữ chỗ mới thì không quan trọng. Không được tạo slide dựa vào cái tính năng là tạo ra một bố cục mới cho slide. Thì các bạn lưu ý với bài skill review này thì thầy làm giả lập cái bài thi, tức là thầy đưa vào đây rất nhiều cái slide master, tức là rất sorry các bạn, rất nhiều cái chủ đề. Thì với mỗi chủ đề nó sẽ có một cái slide master. Thì thầy đã yêu cầu rất cụ thể ở đây là chúng ta phải chỉnh cho cái slide master có cái chủ đề là retroback. Vậy để thao tác với slide master các bạn vào view trong nhóm master view chọn slide master thì lúc này đây các bạn thấy nó có rất nhiều slide master và ở đây thầy yêu cầu chúng ta thao tác trên retroback tức là trên cái này đây. Chúng ta phải đi tìm cái bố cục có cái tên là blank. Mình ra chuột vào nó sẽ hiện tên đây, blank layout. Đề yêu cầu các bạn nhân bản từ cái này thì để thực hiện việc đó, chúng ta nhấp phải chuột. Sau đó chọn duplicate layout và đổi tên trên cái layout mà các bạn vừa nhân bản ra được. Rename. Lúc này chúng ta sẽ gắn tên là picture with text. Sau đó các bạn chèn email placeholder vào insert placeholder, chọn picture và cái này sẽ nằm bên phải. Sau đó các bạn quay lại line master và chọn tiếp insert placeholder. Text nó sẽ nằm bên trái. Sau đó quay lại Line Master và chọn Load Master View. Ở tác vụ 34 trên slide có tiêu đề Our Team. Chèn video có tiêu đề có cái tên là Office mà được chứa trong thư mục video. Đặt cái video này ở góc dưới bên phải của slide. Kích thước và vị trí của video thì không quan trọng. Vậy lúc này chúng ta di chuyển về cái slide có cái tiêu đề là Our Team. Đây. Đề yêu cầu chúng ta chèn video thì các bạn vào Insert trong nhóm Media chọn Video This Device. Và chúng ta vào video các bạn sẽ thấy tập tin có tên là Office.
Chính xác. Sau đó chúng ta đặt ở góc dưới bên phải của slide này. Ở tác vụ 35 trên slide 24, sử dụng tính năng 3D model để chèn model có tên là Coffee Cup từ thư mục 3D Object. Thay đổi lại kích thước của model bằng cách thiết lập chiều cao là 10.16 cm hay là 4 inch. Và đặt cái template này vào bên trái của cái danh sách. Vậy chúng ta click chuột vào slide 24. Sau đó các bạn chọn tiếp cái 3D model. Và chúng ta sẽ sử dụng cái model trong cái thư mục là 3D Object. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn tiếp 3D Object. Rồi nó đang treo ha. Thầy sử dụng tính năng là This Device. Sau đó vào Document 3D Object Copy Cup Insert. Đề yêu cầu chúng ta thay đổi lại kích thước chiều cao là 10.16 cm hay là 4 inch. Thì lúc này tại hai trong nhóm size các bạn nhập vào 4 Enter. Ở tác vụ 36 trên slide có tiêu đề Travel Destination. Áp dụng picture style kiểu bevel, perfectly left wide và hiệu ứng nghệ thuật Penrose cho hình ảnh. Vậy lúc này chúng ta điều hướng đến slide có tiêu đề là Travel Destination, chính là slide này đây. Click vào hình ảnh, sau đó vào picture style, chúng ta chọn tiếp là perfectly bevel left wide. Và thao tác tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi lại Artist Effect là Penrose. Vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta xong 36 tác vụ trong bài On Skill Review số 2 của bộ tài liệu ôn luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint phiên bản 2019. Nếu có thắc mắc ở tác vụ nào thì các bạn để lại comment bên dưới video, thầy sẽ giải đáp. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở nội dung tiếp theo.